thiệu. Cái độc chí, theo như những gì chúng ta nhìn thấy, nếu như cho rằng chị Thương đã từng giết nạn nhân và dựng hiện trường giả, thì tất nhiên phải có ai đó đến hỗ trợ mới được. Còn nếu như một mình chị thì không thể nào. Nếu chị ấy tự giết người thì tôi nghiêng về phương án thứ hai, tức là thắt nút dây trước rồi mới trồng cổ nạn nhân vào. Còn nữa, mọi người hãy quan sát hiện trường xem. Đó chính là chiếc ghế. Chiếc ghế nằm ngửa, rất giống như chiếc ghế bị đạp ngã do ai đó tự tử. Nếu như chúng ta muốn biết đồng chí Kiên phân tích đúng hay không, thì xin mời các đồng chí hãy thực hiện lại một lần nữa. Theo quan sát nãy giờ của tôi thì tôi thấy có một nghi điểm, đó là chiếc nút thắt của sợi dây dù. Thượng tá, đây vốn là một nút thắt bình thường thôi mà. Đồng chí hãy thử thắt nút dây dù cho tôi. Hãy thắt kiểu giống như hiện trường vụ án, đó là kiểu thắt nút hai phổ biến mà chúng ta thường thắt dây dày. Dạ. Hoàn toàn không có gì khác biệt, thưa thượng tá. Đó là kiểu thắt của người chủ động thắt dây cho người khác. Cho tôi xin một sợi dây khác. Bây giờ đồng chí hãy thắt dây như một người đang muốn tự tử thật sự. Điều đó càng chứng tỏ nạn nhân không phải muốn tự tử. Vì nút thắt của sợi dây này giống như nút thắt của tôi lúc ban đầu. Vậy tôi xin hỏi đồng chí, với một người bình thường có chủ ý dàn dựng hiện trường, họ sẽ phải đứng như người định tự tử kia chứ? Có thể vì quá bối rối nên không thể phân định rõ được thắt nút thế nào cho đúng. Mà dù sao thì người có ý định tự tử cũng phải thắt dây giống như tôi, giống như sợi dây thứ hai mới được chứ. Trừ khi nạn nhân thuận tay trái, cho nên khi thắt nút dây với tư thế định tự tử trùng với hướng mà người ta thắt nút dây thứ nhất. Với những chứng cứ chúng ta thu được, nếu nạn nhân tự gây ra vết thương cho mình, nạn nhân không thể là người thuận tay trái. Bởi vì các vết thương như bên cổ trái của nạn nhân, trên cổ nghi phạm phù hợp với một người thuận tay phải hơn. Đúng vậy, dấu vết trên cổ nạn nhân hay trên cổ nghi phạm đều chứng tỏ nếu giả sử nạn nhân tự gây ra vết thương cho mình thì phải dùng tay phải cầm dao mới đúng. Và những dấu vân tay trên con dao cũng thấy là lúc đó nạn nhân đã dùng tay phải. Nhưng tôi có một câu hỏi dành cho mọi người. Là người bình thường, chúng ta sẽ dùng tay không thuận khi nào? Khi tay thuận
đang bận làm một việc gì đó. Đúng vậy. Theo như biên bản tường trình sự việc của nghi phạm, trong đó có nêu vụ việc xảy ra ngay sau khi hai người có quan hệ, có thể tay thuận trong lúc này đang bận làm một chuyện gì đó. Giả sử là đang giữ chặt nạn nhân. Điều đó cũng lý giải vì sao những vết thương mà nạn nhân tự gây ra cho mình đều không sâu hay không đúng trọng tâm. Tất cả được tạo bởi một bàn tay không thuận. Có thể lý giải sự việc như sau. Mời các đồng chí. Mày dám phản bội tao? Phản bội? Khi hắn kề dao vào cổ mới cứ nhẹ, chị Thương đã ngất đi. Tưởng là vợ mình đã chết, hắn dừng lại. Sau đó hắn dùng dao tự đâm vào tim mình nhưng không chết. Tiếp tục, hắn định lấy dao cắt cổ, nhưng không chịu nổi cơn đau nên lại nghĩ cách khác. Hắn đã cắt một sợi dây dù và buộc trên trần nhà, rồi sau đó tự tử. Tất nhiên lúc này tay trái đã rảnh rang, nên hắn đã buộc dây theo đúng cách người thuận tay trái làm. Tôi quan sát hình ảnh về hiện trường và đặt mình vào vị trí của một vi phạm chủ ý muốn che đậy sự việc thì nút thắt không thể như vậy được. Đặc biệt các đồng chí của chúng ta hay dễ bị lừa bởi người bình thường, khi tự tử thì sẽ không bao giờ thắt nút ngược lại như vậy. Đặc biệt mọi vết thương đều cho ta thấy nạn nhân đã cầm dao bằng tay phải, nhưng ngay cả vợ nạn nhân cũng không biết nạn nhân thuận tay trái, bởi lẽ người thuận tay trái luyện tay phải dễ hơn nhiều so với ngược lại. Vậy làm sao để biết được rằng nạn nhân là người thuận tay trái? Đó là khi tôi tới nhà của mẹ nạn nhân, tôi thấy cháu bé con của nạn nhân đã dùng tay trái để vẽ một bức tranh. Tuy tỷ lệ di truyền của người thuận tay trái không nhiều, nhưng cũng cao gấp 2,5 lần so với người bình thường. Vì vậy tôi đã hỏi mẹ của nạn nhân và bà đã xác nhận điều này. Thưa các đồng chí, tôi tin với những chứng cứ xác thực này, cộng với những gì chúng ta thực nghiệm tại hiện trường, nghi phạm sẽ có thể được minh oan, trở về với con của mình. Vậy sao đồng chí biết được nạn nhân thuận tay trái? Khi tôi quan sát hình ảnh về hiện trường và đặt mình vào vị trí của một vi phạm chủ ý muốn che đậy sự việc thì nút thắt không thể như vậy được. Đặc biệt các đồng chí của chúng ta hay dễ bị lừa bởi người bình thường, khi tự tử thì sẽ không bao giờ thắt nút ngược lại như vậy. Đặc biệt mọi vết thương đều cho ta thấy nạn nhân đã cầm dao bằng tay phải,
Nhưng ngay cả vợ nạn nhân cũng không biết nạn nhân thuận tay trái. Bởi lẽ người thuận tay trái luyện tay phải dễ hơn nhiều so với ngược lại. Vậy làm sao để biết được rằng nạn nhân là người thuận tay trái? Đó là khi tôi tới nhà của mẹ nạn nhân. Tôi thấy cháu bé con của nạn nhân đã dùng tay trái để vẽ một bức tranh. Tuy tỷ lệ di truyền của người thuận tay trái không nhiều, nhưng cũng cao gấp 2,5 lần so với người bình thường. Vì vậy, tôi đã hỏi mẹ của nạn nhân và bà đã xác nhận điều này. Thưa các đồng chí, tôi tin với những chứng cứ xác thực này, cộng với những gì chúng ta thực nghiệm tại hiện trường, nghi phạm sẽ có thể được minh oan, trở về với con của mình. Cảm ơn hai đồng chí. Tự nhiên lúc nào mình cũng nghĩ tới anh ta vậy. Hù! Trời ơi, đồ quỷ, làm chuyện binh à? Đang suy nghĩ đến anh nào mà ngồi đó thơ thẩn vậy? Đừng nói là đang suy nghĩ đến tôi nha. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mơ hả? Đang nghĩ đến tôi đúng không? Đại nói không có mà. Đi làm gì đi. Chào mọi người. Hôm nay anh Tùng Nguyên có việc gia đình nên không đến được. Tôi sẽ thay mặt anh ấy chủ trì cuộc họp hôm nay. Hôm nay tôi có một tin vui muốn thông báo với mọi người, nhưng cũng có một chút buồn đối với phòng chúng ta. Tin gì vậy chị? Tin gì vậy chị? Tin gì mà vừa vui lại vừa buồn? Làm em đang nôn nghe muốn chết đi nè. Dạ thi, cô ấy đã trúng tuyển và nhận được học bổng của bên Úc. Tháng sau sẽ lên đường. Quá! Tin này thì hơi sốc thiệt đó nha. Nhưng mà dù sao thì cũng phải chúc mừng cho Thi. Kiểu này á thì tụi mình phải ăn mừng thật là lớn rồi. Quyết định đã được ký duyệt và chỉ chờ ngày lên đường mà thôi. Mong rằng và Thi qua bên đó sẽ học tập thật tốt. Em hứa với mấy anh chị á là em sẽ cố gắng. Trong thời gian còn lại thì sẽ bàn giao công việc lại cho Chí Kiên. Xong rồi tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày rồi lên đường. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay thật hoành tráng và cho dạ Thi. Mọi người đồng ý không? Chắc chắn rồi chị, kiểu gì cũng phải tổ chức một bữa tiệc như vậy thôi. Nếu như có ai đó mà muốn nói chuyện với lại Thi đó thì tốt nhất là nên nói chuyện trước đi, chứ không thôi lúc Thi đi rồi á thì lại tiếc. Chứ riêng cô Vĩ đây á thì cô Vĩ thừa nhận là cô Vĩ đã thương Thi từ lâu lắm rồi. Thì không đó. Hả? Thì chứ sao không, thương từ trong dạ thương ra, thương từ da thịt cộng lông thương vào. Chị à, mình cứ làm theo quyết định của mọi người đi. Em xin phép về phòng thí nghiệm, tại vì em còn một số việc còn đang dang dở chưa làm xong. Em xin phép chị, em đi trước nha. Trời chết chết, em làm cái gì vậy?
Sao mới đó với anh bị té mà giờ đi lau nhà rồi? Em có sao không vậy? Có sao không? Không, em không sao. Chỉ bị trượt chân ở nhà tắm thôi. Em đau chân chứ cái tay không sao hết. Làm anh hết hồn luôn à. Em ngồi xuống đi. Anh chạy suốt mồ hôi luôn đó. Em muốn miếng nước nè. Chắc là chịu đi làm về, anh mua miếng thảm chống trượt trong nhà tắm. Chứ tình hình như vậy mà té nữa là không được đâu đó. Rồi bữa nay em nghỉ làm hả? Ừ, em nghỉ làm một ngày để theo dõi luôn. Anh biết đó, vợ chồng mình khó có con nên em phải giữ cho kỹ. Biết như vậy là tốt rồi. Em biết không, anh đọc được cái tin nhắn anh hết hồn hết vía luôn đó. Anh cắm đầu anh chạy về đây luôn. Mà bây giờ em không sao là tốt rồi. Em à, anh tính như vậy, chắc sắp tới vợ chồng mình phải mướn người giúp việc thôi. Để khi không có anh ở nhà thì còn có người này người kia để nói chuyện với em cho vui. Rồi ba cái gì nhặt trong nhà thì lo cho em. Chứ để em như vậy anh không yên tâm đâu. Anh mướn họ làm gì, em làm được mà. Ừ, làm được không? Ừ. Nói vậy thôi, chứ mai mốt làm cái gì thì làm, em phải cẩn thận đó. Còn tất cả việc nhà từ trong ra ngoài thì cứ để cho anh lo, được chưa? Sao, giờ em thấy thế nào rồi? Có cần anh đưa đi khám bác sĩ không? Em ổn mà, chị bị đau cái chân thôi. À, giờ đi lau nhà rồi. Em có sao không vậy? Có sao không? Không, em không sao. Chỉ bị trượt chân ở nhà tắm thôi. Em đau chân chứ cái tay không sao hết. Làm anh hết hồn luôn à. Em ngồi xuống đi. Anh chạy suốt mồ hôi luôn đó. Em muốn miếng nước nè. Chắc là chịu đi làm về, anh mua miếng thảm chống trượt trong nhà tắm. Chứ tình hình như vậy mà té nữa là không được đâu đó. Rồi bữa nay em nghỉ làm hả? Ừ, em nghỉ làm một ngày để theo dõi luôn. Anh biết đó, vợ chồng mình khó có con nên em phải giữ cho kỹ. Biết như vậy là tốt rồi. Em biết không, anh đọc được cái tin nhắn anh hết hồn hết vía luôn đó. Anh cắm đầu anh chạy về đây luôn. Mà bây giờ em không sao là tốt rồi. Em à, anh tính như vậy, chắc sắp tới vợ chồng mình phải mướn người giúp việc thôi. Để khi không có anh ở nhà thì còn có người này người kia để nói chuyện với em cho vui. Rồi ba cái gì nhặt trong nhà thì lo cho em. Chứ để em như vậy anh không yên tâm đâu. Anh mướn họ làm gì, em làm được mà. Ừ, làm được không? Ừ. Nói vậy thôi, chứ mai mốt làm cái gì thì làm, em phải cẩn thận đó. Còn tất cả việc nhà từ trong ra ngoài thì cứ để cho anh lo, được chưa? Sao, giờ em thấy thế nào rồi? Có cần anh đưa đi khám bác sĩ không? Em ổn mà, chị bị đau cái chân. Nhưng hành động của em trong buổi họp sáng nay đã tố cáo hết tâm trạng của em rồi đó. Ý chị nói vậy là sao? Lại còn giả bộ nữa. Nếu em thích Dạ Thi như vậy á, sao không nói cho cô ấy biết? Dạ, làm gì có chị. Không có gì qua được mắt chị đâu nha. Mà nè, con người ta sẽ phải hối hận khi để tuột mất những thứ có thể thuộc về mình một cách trọn vẹn. Nhưng mà đó là sự lựa chọn của cô ấy, và cũng là cơ hội tốt cho cô ấy với điều kiện như bây giờ. Với lại em cũng chưa rõ được tình cảm của Dạ Thi dành cho em như thế nào mà. Coi em kìa, chẳng hiểu chút tâm lý nào của con gái hết á. Chẳng có một cô gái nào khi yêu mà lại muốn thổ lộ ra bên ngoài cho đối phương biết hết. Tâm lý chung của con gái á là khi thích một ai đó, họ sẽ lặng lặng quan tâm và cầu mong một ngày nào đó đối phương sẽ quan tâm đến tình cảm của mình mà thôi. Thiệt hả chị? Đương nhiên rồi. Nhìn cách hai người suốt ngày gây gổ với nhau là biết.
Chị giống như là chuyên gia tâm lý về tình cảm vậy á. Chị cũng từng trải qua tuổi này rồi, cho nên hiểu. Vậy người mà chị thương thầm nhớ trộm á, người ta có hiểu được tâm tư tình cảm của chị không? Theo em nghĩ, thích một người thì mình phải nghĩ cho người ta chứ chị. Cô ấy theo đuổi được ước mơ của mình thì em phải mừng cho cô ấy. Với lại em cũng không xứng đáng với cô ấy đâu. Bình thường trong công việc em tự tin vào bản thân lắm mà, sao bây giờ lại trở nên hèn nhát đến như vậy? Hạnh phúc muốn có được á thì phải biết nắm bắt. Sao em biết chắc được là Dạ Thi không có thích em? Với lại tình cảm của em ra sao em cũng chưa nói cho người ta biết mà. Thôi, em cứ suy nghĩ thật chín chắn về quyết định của mình đi. Đừng như chị, tới tuổi này á, một mảnh tình dắt dài cũng không xong nữa. Rõ chưa chàng trai trẻ? Rõ, cảm ơn chị nhiều. Cố lên. Cái anh này, anh nè nè nè, thuộc với anh em gì với mấy người hết trơn á. Dạ Thi hả? Tốt nhất là nên đổi tên đi. Tại sao phải đổi tên? Dạ Hương thì đúng hơn. Cô có biết hồi xưa người ta gọi Dạ Hương là gì không? Người đẹp mà bốc mùi. Đứng lại, bà chặn nữa. Sửa cầu tiêu, 3 giờ chiều, sức chi thiêu, lọt cầu tiêu. Đứng lại. Ai, ai bà chặn lửa? Em xin lỗi chị hai. Em biết lỗi của em rồi. Ngàn lần xin lỗi chị hai. Chị hai làm ơn làm phước xóa những tấm hình mà chị hai vừa chụp đi, đừng có post lên Facebook, chết em với chị hai. Ai uống không được á thì đừng có uống, còn uống mà có sai á tự lết về nhà, đừng để ảnh hưởng tới người khác. Nè, cái cô kia mới nói gì đó hả? Đâu có cần thiết để mà đâm bị thóc, thọc bị gạo như vậy. Bộ cô tưởng uống rượu say dễ dàng lắm sao? Nói cho anh biết nha, anh phải cách xa tôi 10 mét, cách xa mẫu thử của tôi 20 mét đó. Làm gì thấy ghê vậy? Làm gì mà phải cách xa 10 mét? Trời. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài học kết hợp khả năng ứng biến tình huống, làm chủ tâm lý, cũng như khả năng đối đầu với tội phạm. Đây cũng là bài kiểm tra tôi đặt ra cho mọi người trong đội. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể vượt qua. Trong bài kiểm tra này, Ngọc Hân không phải tham gia. Cô ấy sẽ giúp tôi làm một vài công việc khác. Chúng ta sẽ chia làm hai đội: Chí Cường, Thanh Sĩ một đội, Hà Âu, Công Chính một đội. Việc mỗi đội là phải lần lượt đột nhập vào tòa nhà trước mặt và giải cứu con tin. Đạn trong súng là đạn chuyên dụng, sẽ không gây ra sát thương nhưng cũng có giới hạn. Nếu hết đạn mà chưa xử lý được tội phạm, coi như đội đã thua. Mọi người đã rõ chưa? Rõ, rõ. Bên trong tiến vào nhà cao tầng. Có một bài học kết hợp khả năng ứng biến tình huống, làm chủ tâm lý, cũng như khả năng đối đầu với tội phạm. Đây cũng là bài kiểm tra
tôi đặt ra cho mọi người trong đội. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể vượt qua. Trong bài kiểm tra này, Ngọc Hân không phải tham gia. Cô ấy sẽ giúp tôi làm một vài công việc khác. Chúng ta sẽ chia làm hai đội. Chí Cường, Thanh Sĩ một đội, Hà Âu, Công Chính một đội. Việc mỗi đội là phải lần lượt đột nhập vào tòa nhà trước mặt và giải cứu con tin. Đạn trong súng là đạn chuyên dụng, sẽ không gây ra sát thương, nhưng cũng có giới hạn. Nếu hết đạn mà chưa xử lý được tội phạm, coi như đội đó thua. Mọi người đã rõ chưa? Rõ, rõ. Bên trong tiến vào nhà cao tầng. Tôi có bất cứ chuyện gì á cũng nhờ tới anh. Cái này là anh tự nguyện á, tôi không có nhờ đỡ đâu á. Nhớ nha, nhớ nha, cách xa 10 mét nha. Nhớ đó. Nhìn gì? Tôi nhìn Phong Long. Không cho hả? Không cho thôi. Chí Cường. Dạ, chào thầy. Thầy thấy có vẻ như em đang có gì đó không ổn. Có đôi lúc em không được tập trung. Dạ, em xin lỗi thầy. Em cũng cảm ơn thầy đã dạy cho em được nhiều điều qua bài học hôm nay. Nhiều lúc em luôn bị ảnh hưởng bởi những sai lầm do mình gây ra. Chính điều đó đã khiến cho em luôn cảm thấy chùn bước. Nè em, có những sai lầm không những đơn thuần là những dây dứt đeo đuổi ta cả đời, mà nó còn là thứ giúp ta trưởng thành, hoàn thiện mình thật tốt hơn. Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có lúc bồng bột cả. Thôi đã trễ rồi, mình về đi. À quên nữa, hôm nào á em thu xếp được chúng ta cùng về thăm trường. Thầy công việc lu bu quá chưa về thăm được. Dạ. Vậy để sang tuần em với thầy đi nghe. Ừ, về. Dạ. Nè, sao anh bị gì vậy? Không biết nữa, sao tự nhiên đang chạy muốn tắt là tắt luôn vậy nè. Bị sao? Bị gì? Chắc hết xăng rồi sao? Hả? Hết xăng? Giận sao? Thì leo xuống đi bộ, rồi kiếm chỗ đổ xăng chứ sao. Xuống. Thiệt tình luôn á, có cái xe mà cũng như không à. Đúng là xui xẻo. Lúc nào cũng vậy á, bực mình à. Nè, dừng lại. Gì nữa? Đi bộ tới bao giờ hả? Thì đi bộ tới khi nào có cây xăng, đổ xăng vô mới có xăng để chạy được chứ. Rồi cây xăng ở đâu? Ai biết. Hả? Rồi giận sao? Thì đi bộ chứ sao. Đi kiếm, khi nào có cây xăng thì đổ vô. Ủa mà nói nghe nè, Hoàng Bánh hỏi hay sao mà hỏi dữ vậy? Hả? Bây giờ có đi không? Không. Không đi thì tắp vô lề uống nước đi. Tôi đi một mình. Đi. Tránh ra. Đúng là xui xẻo. Đi. Khoan. Gì nữa? Gì vậy? Rồi. Đi. Cô giỡn mặt với tôi hả? Cô ngồi lên bắt tôi đẩy vậy hả? Anh phải đàn ông không? Phải. Tôi phải phụ nữ không? Đúng. Đàn ông phải ga lăng với phụ nữ chứ. Chính xác. Đẩy đi. Như vậy cũng được nữa hả? Nhanh lên. Đẩy đi. Quá đáng thiệt. Chí Kiền cố lên. Chí Kiền cố lên. Vậy? Cướp. Cướp hả? Chị theo. Nhanh lên, đứng lại. Anh cướp. Đứng lại.
Chị Kiên, nó sao không? Chị Kiên, đứng lại. Thôi thôi, bỏ đi. Tên cướp cũng bỏ chạy rồi. Anh có sao không? Không có sao. Mày giỡn mặt với tao hả mày? Hôm nay mày chết chắc rồi con. Nè, anh làm tôi bất ngờ lắm á. Ốm ốm vậy á mà bữa nay anh hùng ghê á. Lúc nãy nhìn anh đánh tên cướp hả, đẹp dễ sợ luôn á. Trời ơi, Chí Kiên mà, học giỏi để làm gì mà nhìn lúc này không biết đem ra áp dụng hả? Nè, bữa nay anh thông minh ghê á, biết leo qua chất ném vô tên cướp. Đủ Chí Kiên mà, phải thông minh hơn nhau là ở cái này nè, biết chưa? Nó bảo hiểm hả? Bị điên hả? Nghĩ sao? Hơn cái nó bảo hiểm, hơn cho cái đầu, biết không? Biết. Nè, chỉ được cái hung dữ à. Nhờ cái ông quá chất á, nếu không mình tiêu rồi. Tôi chỉ lo anh bị vậy thôi à. Giờ quá chất này sao đây? Làm ơn làm phước cái vỏ, đeo vô cho kỹ giùm cái. Khoan nó nghe nè. Vậy sao nó hết xăng rồi, giờ đây được? Thì hồi nãy á, định chọc người đẹp, cho người đẹp đi bộ chút xíu chứ bộ. Có ai về xảy ra chuyện đâu. Anh công nhận tôi là người đẹp á. Trời ơi, bầm hết rồi nè. Không sao đâu, chỉ bầm tí thôi mà, không bị đau đâu. Đau không? Đau sao không đau? Vậy sao nó không đau? Sức dầu cho. Thôi được rồi, nó bầm rồi nó sẽ hết thôi mà, không cần phải sức dầu đâu. Không sức dầu đó hả? Ngày mai nó bầm đen thui cho coi, mất thẩm mỹ lắm á. Ráng đi. Nhẹ nhẹ tay đi, đau quá. Nhẹ nhẹ tay nó không có hết bầm. Đàn ông con trai gì hả? Yếu đuối quá, có chút xíu cũng la nữa. Vậy hả? Làm sao sau này chăm sóc vợ con không biết. Ráng đi. Chưa. Nó bảo hiểm hả? Bị điên hả? Nghĩ sao? Hơn cái nó bảo hiểm, hơn cho cái đầu, biết không? Biết. Nè, chỉ được cái hung dữ à. Nhờ cái ông quá chất á, nếu không mình tiêu rồi. Tôi chỉ lo anh bị vậy thôi à. Giờ quá chất này sao đây? Làm ơn làm phước cái vỏ, đeo vô cho kỹ giùm cái. Khoan nó nghe nè. Gì? Sao nó hết xăng rồi, giờ đây được? Thì hồi nãy á, định chọc người đẹp, cho người đẹp đi bộ chút xíu chứ bộ. Có ai về xảy ra chuyện đâu. Anh công nhận tôi là người đẹp hả? Trời ơi, tôi lo cách của tôi, bà sao cứ vậy không à, ai chịu nổi. Trời, giờ này mà còn cách của tôi với cách của bà. Lo quá ông ơi, không biết có chuyện gì không mà sao tôi gọi điện nó không bắt máy. Mà nó cũng không gọi về cho tôi một tiếng nữa. Dạ, thưa hai bác con mới về. Ủa, sao giờ này hai bác còn chưa đi ngủ nữa? Bác chờ thằng Siêu, giờ này mà nó chưa về đây nè. Trời ơi, anh Siêu có bao giờ về nhà sớm đâu mà hai bác lo. Mà bác đã gọi điện thoại cho ảnh chưa? Có gọi mà nó không chịu bắt máy, cũng không chịu trả lời nữa. Bác lo cả ngày nay nó không có chịu trả lời cho bác. Con nghĩ là chắc điện thoại của ảnh bị hết pin. Để bác. Alo, tôi nghe nè. Trời ơi, trước cái chết của Lê Trung Quyền, có thật là anh không liên quan gì không? Có người nói với chúng tôi biết, trước khi nạn nhân bị hại, hai người đã xảy ra xô xát. Nè, tôi nói cho mấy người biết, em họ của tôi là cảnh sát đó, nó sẽ đến đây và sẽ không để cho mấy người điều tra tôi như vậy đâu. Cho dù là em họ hay là ba mẹ của anh làm công an cũng vậy thôi. Nếu như anh có tội thì anh cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trời, bà ngồi xuống giùm tôi cái đi. Bà đi tới đi lui hoài tôi nhức đầu quá. Tôi lo. Có một mình bà lo chắc. Anh Cường. Ngọc Hân, xem lại ở đây.
Hai người này là... Dạ, anh họ của em là nghi phạm. Tôi nói cho mấy người biết, nếu như mấy người không để cho tôi gặp người nhà của tôi thì tôi sẽ... Anh sẽ làm gì? Sẽ không để cho các người yên đâu. Chào cả đồng chí, tôi nhận được chỉ thị của cấp trên sẽ tiếp nhận vụ án này. Anh tới thì tốt rồi. Tôi chưa thấy ai ngang ngược và dựa quyền như nghi phạm này. Trong khi đó, mọi chứng cứ đều chống lại anh ta. Cái gì? Ai là nghi phạm chứ? Tôi đã nói với mấy người bao nhiêu lần rồi là tôi vô tội, mấy người phải thả tôi ra chứ. Đó, đồng chí thấy chưa? Chưa thấy cửa tù là chưa biết sợ. Thôi được rồi, cảm ơn các đồng chí rất nhiều. Dạ, không mọi có người gì đã vất vả rồi. Dạ. Đêm hôm giờ nó có chút gì trong bụng, chắc nó đói lắm rồi. Còn bao bánh mì với chai nước vô trong đó giúp cho bán đi con. Bán à? Nguyên tắc ở đây là không được làm như vậy. Nguyên tắc cái gì? Bộ con muốn ăn con đi chết đói hay sao? Bà bình tĩnh là đi. Trời. Anh là Dương Siêu, có cô em họ tên là Ngọc Hân đúng không? Sao biết em gái tôi? Anh làm cùng với nó hả? À, có phải á, là nó nhờ anh đến đây giúp tôi đúng không? Trời ơi, anh tới vậy là đúng rồi. Tôi vô tội, mà ông thả tôi ra đi. Ở đây chật chội khó chịu quá. Tôi nói cho mấy người biết, nếu như mấy người không để cho tôi gặp người nhà của tôi thì tôi sẽ... Anh sẽ làm gì? Sẽ không để cho các người yên đâu. Chào các đồng chí, tôi nhận được chỉ thị của cấp trên sẽ tiếp nhận vụ án này. Anh tới thì tốt rồi. Tôi chưa thấy ai ngang ngược và dựa quyền như nghi phạm này. Trong khi đó, mọi chứng cứ đều chống lại anh ta. Cái gì? Ai là nghi phạm chứ? Tôi đã nói với mấy người bao nhiêu lần rồi là tôi vô tội, mấy người phải thả tôi ra chứ. Đó, đồng chí thấy chưa? Chưa thấy cửa tù là chưa biết sợ. Thôi được rồi, cảm ơn các đồng chí rất nhiều. Dạ, không mọi người đã vất vả rồi. Dạ. Đêm hôm giờ nó không có chút gì trong bụng, chắc nó đói lắm rồi. Còn bao bánh mì với chai nước vô trong đó giúp cho bán đi con. Bán à? Nguyên tắc ở đây là không được làm như vậy. Nguyên tắc cái gì? Bộ con muốn ăn con đi chết đói hay sao? Bà bình tĩnh là đi. Trời. Anh là Dương Siêu, có cô em họ tên là Ngọc Hân đúng không? Sao biết em gái tôi? Anh làm cùng với nó hả? À, có phải á, là nó nhờ anh đến đây giúp tôi đúng không? Trời ơi, anh tới vậy là đúng rồi. Tôi vô tội, mà ông thả tôi ra đi. Ở đây chật chội khó chịu quá. Cô ấy không có quyền can thiệp vào vụ quán này. Đó là quy định của ngành. Gì kỳ vậy? Vậy anh có cách nào giúp tôi không? Đây là vụ quán giết người, chứ không phải là một vụ đánh lộn thông thường. Nhưng mà tôi vô tội. Nội từ từ nha nội. Nội thấy cực không? Nắng nôi như vậy mà nội còn phải đem cơm cho anh Cường nữa. Trong khi anh Cường, ảnh lớn rồi chứ phải con nít đâu. Thì nó đi làm việc suốt cả đêm, thì mình cũng phải có cái gì cho nó bỏ bụng chứ. Với lại nội cũng muốn gặp... Gặp ai? Gặp cháu dâu của nội. Nội, con nói nội nghe nha. Nội á, cái gì cũng vừa vừa thôi. Nội nhiệt tình quá, hỏng hết chuyện của anh Cường á. Cái con bé này, nói chuyện không có êm tai chút xíu nào hết á. Thôi giờ đi về đi, về mở cửa hàng đi. Có gì lát nội về, nội đi xe ôm được rồi. Hồi nữa nội về đi cẩn thận nha. Vậy con ra cửa hàng trước đó. Ừ, đi cẩn thận đó nha. Dạ, con đi nha nội. Mới mấy ngày mà tôi thấy nó sụt hết mấy ký, tội nghiệp quá. Bà cứ tưởng tượng, có mấy ngày mà sụt ký cái gì. Trời, gặp bà ở đây rồi, đúng là qua da ngõ hẹp mà. Thật ra thì hai người đã xảy ra chuyện gì?
Xảy ra hả? Tôi gặp vợ ông ở chợ á, vợ ông gây chuyện với tôi nè. Bây giờ có đồn công an nè, đi vô đây tôi nói cho người ta biết, bỏ tù bà nè. Cái gì vậy trời? Đất ơi, nè bà, bộ chuyện gì mà xảy ra to tát dữ vậy? Bà có nhìn lầm người không? Xin lỗi ông nghe, bà mà có biến thành trò đó hả, tôi cũng không có nhìn lầm đâu. Nè, đi vô đi. Trời ơi, đổ đồ của tôi hết ráo rồi. Trời ơi, bà đã vậy bà còn hành hung tôi nữa phải không? Đi vô đây, tôi báo, bắt bà cho bà coi. Nè, bà ra, cái bà khùng. Ở đây công an người ta bắt giữ tội phạm, người ta xét xử cái vụ mà giết người. Ai có ở không đâu xét xử ba cái vụ cãi vã dớ dẫn như vậy, có khùng không? À, thì ra người thân của bà là tội phạm ở đây phải không? Rồi sao? Bà này, tôi nói bà nghe, tôi không có đụng chạm tới cái chuyện gia đình của bà, thì bà đừng bao giờ đụng chạm chuyện gia đình của tôi, nghe chưa? Bà có tin không? Tôi kiện bà về cái tội vu khống và xúc phạm người khác đó. Thôi, đừng có làm lớn chuyện ở đây nữa. Làm lớn chuyện không tốt cho thằng Siêu đâu. Nhưng mà bà quá đáng lắm. Coi như bà nghe tôi lần này. Đi về. Bà coi chừng nha, tôi xử bà đó. Đi. Nè, sợ rồi phải không? Đi rồi phải không? Nè, nhớ ăn ở cho cẩn thận nghe chưa? Đàng hoàng nghe chưa? Trời đất ơi, đổ hết rồi còn đem vô trống làm gì nữa đây không biết nữa. Trời ơi. Chắc là mọi người cũng biết, chúng ta vừa tiếp nhận một vụ án mới. Nạn nhân là Lê Trung Quyền, một trùm cho dài nặng lại. Thời gian bị sát hại vào khoảng 17 giờ cho tới 18 giờ chiều qua. Nghi can liên quan tới vụ án này chính là Nguyễn Dương Siêu. Người này là anh họ của một thành viên trong đội của chúng ta. Vậy sao? Là ai vậy? Đó là anh họ của em. Vì em hiểu rõ nguyên tắc, em sẽ xin rút khỏi vụ án này. Anh họ của Ngọc Hân là người như thế nào? Liệu cậu ta có khả năng gây ra vụ án này không? Anh ấy thuộc tiếp người ham chơi, thi thoảng có cờ bạc, tính tình có hơi chút nóng nảy. Tôi không biết mức độ liên quan của anh ấy trong vụ án này như thế nào, nhưng mà tôi dám chắc là bản tính của ảnh không thể nào gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cố gắng làm rõ vụ việc này sớm thôi. Cảm ơn mọi người, em xin phép ra ngoài cho mọi người làm việc. Tự nhiên trong nhà lại có người xảy ra chuyện như vậy. Chính vì vậy, chúng ta cần phải tập trung để cho vụ án này nhanh chóng được sáng tỏ. Với lại, sếp Hiếu cũng kỳ vọng vào chúng ta lắm. Lần này, sếp để cho chúng ta chủ động điều tra. Theo kết quả giám định hiện trường mà bên phía kỹ thuật cung cấp, thì thời gian tử vong của nạn nhân... Trời ơi, dạ nói đi. Chắc là mọi người cũng biết, chúng ta vừa tiếp nhận một vụ án mới. Nạn nhân là Lê Trung Quyền, một trùm cho dài nặng lại. Thời gian bị sát hại vào khoảng 17 giờ cho tới 18 giờ chiều qua. Nghi can liên quan tới vụ án này chính là Nguyễn Dương Siêu. Người này là anh họ của một thành viên trong đội của chúng ta. Vậy sao? Là ai vậy? Đó là anh họ của em. Vì em hiểu rõ nguyên tắc, em sẽ xin rút khỏi vụ án này. Anh họ của Ngọc Hân là người như thế nào? Liệu cậu ta có khả năng gây ra vụ án này không? Anh ấy thuộc tiếp người ham chơi, thi thoảng có cờ bạc, tính tình có hơi chút nóng nảy. Tôi không biết mức độ liên quan của anh ấy trong vụ án này như thế nào, nhưng mà tôi dám chắc là bản tính của ảnh không thể nào gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cố gắng làm rõ vụ việc này sớm thôi. Cảm ơn mọi người, em xin phép ra ngoài cho mọi người làm việc. Nào, còn về phía nghi phạm thì trên người của anh ta có số tiền là 20 triệu đồng, chỉ được anh ta khai là do trúng số. Nghi phạm cam đoan lúc anh ta trúng số đã đi tìm Quyền thì gặp anh ta đã chết. Do quá hoảng loạn, sợ mọi người sẽ nghi ngờ mình, cho nên Dương Siêu mới không báo công an. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cho bằng được người đổi giấy số trúng thưởng cho anh ta. Như vậy thì sẽ biết nghe anh ta nói thật hay là nói dối. Thanh sĩ nói rất đúng. Thanh sĩ Hạo, hai cậu có nhiệm vụ là đi tìm người đã đổi tờ giấy số của Dương Siêu
và lấy lời khai. Dạ rõ. Rõ thưa đội trưởng. Còn tôi sẽ theo sát bên phòng kỹ thuật để chờ kết quả giám định hiện trường. Còn cũng chính thì đồng chí hãy tiếp tục theo vụ án N201. Lúc nào cần hỗ trợ chúng tôi sẽ lên tiếng. Để tôi chùm khăn lạnh cho bà đừng có sốt. Bây giờ bà an tâm đi. Để cháu Hân nó về thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Bà cứ vậy hoài ảnh hưởng đến sức khỏe. Đào. Dạ thưa hai bác, con mới về. Ủa? Về rồi hả con? Sao con về giờ này vậy? Hân, có tin tức gì mới không con? Dạ, chỗ này bán gà quay ngon lắm nên con mua về cho hai bác tẩm bổ nè. Bà muốn hỏi thằng Siêu sao rồi, chừng nào nó mới được thả ra? Tình hình khả quan không con? Sao rồi con? Hả? Sao con ở cơ quan để ta điều tra con về chứ vậy? Dạ, con không tham gia điều tra vụ này. Tại sao vậy? Vì trên nguyên tắc, người nhà của nghi phạm sẽ không được tham gia. Trời ơi, bác tin tưởng vào con mà bây giờ con ngồi yên vậy là sao? Con để cho thằng Siêu mắc nạn vậy là sao? Thôi mà bà, cháu nó có muốn vậy đâu. Đó là quy định bắt buộc. Bây giờ bà có la mắng hay chửi gì đó thì mọi chuyện cũng không thay đổi được cái gì. Nè, ông bị cái gì vậy hả? Đâu bị gì đâu. Ông giống như là người bị khát nhập vậy hả? Bây giờ mở miệng ra là binh cháu ông nữa. Nhà này có công an làm gì? Có công an làm gì mà không được nhờ vậy hả? Để cho con tôi bị bắt vậy là sao? Còn mua gà về nữa, ăn mừng thằng Sư bắt nạn phải không? Bác nói gì kỳ vậy? Con không có ý đó mà. Không không, cái gì mà không. Tôi không ở không ngồi để nói chuyện với hai bác cháu ông nữa. Tôi mệt quá à. Đi, tránh ra đi. Bà. Hân, con đừng trách bác con nữa. Bác con nhiều khi giận quá mất khôn. Dạ. Để bác vô với bác gái con, mọi chuyện sẽ ổn thôi nha. Dạ, nước của anh chị. Dạ. Em hỏi đi. Chị ơi, làm ơn. Có gì không em? Chúng tôi không uống gì. Chúng tôi muốn nhờ chị giúp đỡ để tìm một người. Em tìm ai? Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Chúng tôi muốn chị hợp tác để tìm anh Hải. Nó mới ngồi đây nè. Ủa đâu mất rồi? Lúc nãy nó còn ngồi ở đây mà. Hảo, nó kìa. Anh kia đứng lại. Đứng lại. Anh kia. Đứng lại. Đứng lên. Sao vậy? Làm chuyện phi pháp hay sao gặp chúng tôi chạy dữ vậy? Chúng tôi muốn hỏi anh một chuyện về một vụ án giết người. Giết người gì? Tôi không có giết người. Tôi chỉ ghi số đề thôi mà. Mọi việc như thế nào chúng ta bàn rõ sau. Còn bây giờ mời anh về đồn của chúng tôi đã. Lên xe. Tôi đã nói là tôi không giết người. Tôi không biết gì hết đó. Chúng tôi không nói là anh giết người. Có một nghi can giết người tên là Nhuận Siêu. Anh ta nói với chúng tôi là hôm đó anh ta có đổ một tờ giấy số ở chỗ của anh. Chuyện này có đúng không? À đúng rồi, tôi nhớ anh ta. Hôm qua anh ta còn tới tìm tôi đổi số mà. Anh ta còn cho tôi mấy trăm ngàn uống bia nữa. Nè, đây là chữ ký của anh ta nè. Là chữ ký của Nhuận Siêu rồi.
lại hiện trường vụ án, tìm được hòn đá có lưu lại dấu vân tay mà hung thủ để lại khi gây án. Nhưng mà kỳ lạ, khi các ngón tay này đi qua máy nhận dạng vân tay thì lại không nhìn thấy dấu vân tay. Không thể nào như vậy được. Nếu như hung thủ không đeo bao tay thì chắc chắn để lại dấu vân tay rồi. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Từ như trong nhà. Tôi đã nói là tôi không giết người, tôi không biết gì hết đó. Chúng tôi không nói là anh giết người. Có một nghi can giết người tên là Nhuận Siêu. Anh ta nói với chúng tôi là hôm đó anh ta có đổ một tờ giấy số ở chỗ của anh. Chuyện này có đúng không? À đúng rồi, tôi nhớ anh ta. Hôm qua anh ta còn tới tìm tôi đổi số mà. Anh ta còn cho tôi mấy trăm ngàn uống bia nữa. Nè, đây, đây là chữ ký của anh ta nè. Đúng là chữ ký của Nhuận Siêu rồi. Tại hiện trường vụ án, tìm được hòn đá có lưu lại dấu vân tay mà hung thủ để lại khi gây án. Nhưng mà kỳ lạ, khi các ngón tay này đi qua máy nhận dạng vân tay thì lại không nhìn thấy dấu vân tay. Không thể nào như vậy được. Nếu như hung thủ không đeo bao tay thì chắc chắn để lại dấu vân tay rồi. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Nam đã lâu, nhưng chắc chắn sau này sẽ trở về mà. Lúc đó tụi mình sẽ hẹn gặp nhau, được chứ? Thôi, cũng gần tới giờ vợ chồng tôi phải ra sân bay rồi. Tạm biệt Hà Đoan nha. Chúc hai bạn đi bình an nha. Khi nào tới nơi nhớ gọi cho mình nha. Chắc chắn rồi. Uống nước đi, rồi mình cùng đi. Thôi Đoan, ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Thật ngại quá à. Chắc là chồng mình không tới được rồi. Tiếc thật. Tối nay vợ chồng Hạnh phải bay sớm, mà lại không có kịp gặp mặt chồng Đoan rồi. Tiếc thật. Mà sao nghe nói là chồng Đoan chịu vợ lắm mà. Sao ảnh không tới? Thôi mà em, ngày công an bận lắm, em phải thông cảm cho bạn em chứ. Thật lòng nhiều lúc mình cũng giận anh ấy lắm. Toàn là công việc lên trên hết à. Thôi Đoan đừng nên giận dỗi làm gì, mà ảnh hưởng đến em bé thì tội. Phải không nè? Tuy vợ chồng của mình xa Việt Nam đã lâu, nhưng chắc chắn sau này sẽ trở về mà. Lúc đó tụi mình sẽ hẹn gặp nhau, được chứ? Thôi, cũng gần tới giờ vợ chồng tôi phải ra sân bay rồi. Tạm biệt Hà Đoan nha. Chúc hai bạn đi bình an nha. Khi nào tới nơi nhớ gọi cho mình nha. Chắc chắn rồi. Uống nước đi, rồi mình cùng đi. Anh nghe nè. Sao kỳ vậy? Sao lại còn nửa ly? Lúc em về là còn đầy ly luôn á. Ai biết đâu nè. Thôi anh đùa em tí thôi. Tại vì anh nhận được ly trà của em, anh vui quá cho nên uống một hơi hết nửa ly luôn. Hay quá hả? Dám chọc em vậy hả? Mày biết tè.
thôi, cũng khuya rồi, em ngủ sớm đi nha. Cảm ơn em đã cứu đói anh. Anh đang đói bụng và khát nước lắm. Ai ngờ có việc cứu tinh. Ừ, vậy nha, bye bye. Cảm ơn anh nha. Không có gì, em vô nhà đi. Hân ơi, mở cửa cho anh. Ủa anh, anh về rồi hả? Ừ. Ai đưa anh về đây vậy? Anh Cường đưa anh về. Anh thấy ổn không? Anh không sao đâu. Tạm thời thì được thả ra, nhưng anh không được rời khỏi nơi cư trú này. Nói chung á, mọi chuyện đã ổn rồi. Cũng may là có sự giúp đỡ của anh Cường. Anh Cường đâu rồi anh? Hồi nãy anh nghe điện thoại đằng kia kìa. Bây giờ anh không biết anh ở đâu nữa. Ủa mà ba má của anh đâu? Hai bác ở trong nhà. Bác ơi, anh Siêu về rồi. Anh vào nhà đi. Trong nhà có đồ ăn, em đi ra đây gặp anh Cường chút. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, con trai của tôi. Trời ơi, tội nghiệp đó quá trời. Có một mình má tin là con không có tội thôi à. Bà thôi đi, cho nó vô nhà, cho nó tắm rửa, rồi ăn uống nghỉ ngơi nữa. Đói bụng lắm phải không con? Dạ. Thôi, đi vô nhà. Thôi, đi vô nhà. Vô đi con. Anh biết rồi, anh sẽ về liền. Anh Cường, anh đưa anh em về rồi, sao anh không vô nhà một chút? Dù án đang trong quá trình điều tra, anh vô đó anh sẽ không tiện thôi. Em hiểu mà, cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ gia đình em. Đây là nhiệm vụ của chúng ta mà. Thôi anh phải về đây, Kiên mới gọi cho anh là có phát hiện mới. Dạ, anh đi cẩn thận. Anh đi nghe. Anh ơi, em phát hiện được một chi tiết mới rồi. Nè, ăn nhiều vô. Dạ. Nè, nè con, ăn đi con. Trời ơi, thịt gà để từ trưa tới giờ á, hỏng chừng bị hư rồi. Ăn vô đau bụng á, thôi con đừng ăn, để mà làm món khác cho con ăn nha. Không có sao đâu, trưa gì cũng vậy, bây giờ đang đói, ăn gì mà chẳng no. Ừ, ăn vô. Trời ơi, tội nghiệp nó ghê không? Nó bị giam có ngày một à, mà tánh nết ăn của nó thay đổi hẳn ra vậy đó.
Đó, ngày xưa nó có bao giờ chịu ăn cái đồ ăn cũ vậy đâu. Mà bây giờ trời ơi, nó ăn khí thế kia chưa. Nó thay đổi được như vậy á thì tốt. Anh tính đi đâu nữa vậy? Đừng có nói anh lại trốn nợ rồi bỏ em ở đây một mình nha. Không có đâu, nợ của em anh đã trả hết rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm cuộc sống mới, em chịu không? Thì không hả anh? Ừ. Nhưng mà mình trả hết nợ rồi, mình cứ ở đây đi, còn đi đâu được nữa. Vợ chồng mình về quê cho dễ sống, chứ ở đây bà con họ hàng gì không có. Mà anh thì làm thuê làm mướn, công việc không ổn định. Vợ, trả hết nợ là khỏe rồi. Nếu vậy chúng ta sẽ về quê của em cũng được. Ừ được. Mình sẽ sinh con rồi ổn định cuộc sống mới. Đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ khuya lắm rồi, đâu còn chuyến xe nào nữa đâu. Đồ đạc tuy không có nhiều, nhưng mà mình mướn nhà của người ta, mình bỏ đi không nói lời nào thì kỳ quá à. Lúc chiều anh đã nói với chú ấy rồi, nhưng mà em nói cũng đúng. Thôi em cứ nằm nghỉ đi, mai á vợ chồng mình về sớm rồi đi cũng được ha. Thôi để em phụ anh. Thôi được rồi, để cho anh, em còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ đi vậy ha. Dạ. Nghe công an phường nói là anh ta có về, nhưng mà bây giờ chưa chạm mặt lần nào. Rất có thể đối tượng vẫn còn ở trong nhà. Các đồng chí hãy chia ra chặn hết tất cả con đường gần đây, đề phòng đối tượng trốn thoát. Rõ. Anh Lương, anh có nhà không? Anh Hiền Lương, bây giờ anh đã nhận hết tội lỗi rồi. Điều tôi muốn hỏi anh là lý do tại sao anh lại giết Trung Quyền. Có phải là gì liên quan tới món nợ mà anh đã dây không? Đó không phải là lý do tôi giết người. Bởi vì thực ra hiện tại tôi có thể trả được nợ cho Tinh Quyền. Tôi đã đến tận Phú Quốc để trốn nợ. Tại đó tôi có quen một người anh em giới thiệu cho tôi đi đánh cá với anh ta. Nhờ bơi giỏi và chăm chỉ học hỏi cho nên tôi được chủ tàu ưu ái lắm. Bữa đó chúng tôi may mắn được một mẻ cá lớn. Tôi nhớ số cá đó được khoảng hình như là 10 tấn. Và thu về một lợi nhuận hơn 1 tỷ. Chủ tàu thưởng cho anh em là mỗi người 20 triệu. Tôi thì nhiều hơn vì tôi có công phát hiện ra đặt cá. Nhưng mà nhờ ơn trời nên tôi được may mắn như thế này. Tôi đếm đi đếm lại thì cũng gần đủ tiền trả nợ cho thân quyền. Cho nên tôi quyết định tôi trở về nhà. Tôi định đem số tiền đó qua nhà của thân quyền để trả nợ. Nhưng về tới nơi thì... Ủa, mới về nhà hả Lương? Ủa, về dạ, em mới hả? Về anh. Mày về nhà lẹ đi, vợ mày có chuyện rồi đó. Ủa, có chuyện gì vậy anh? Thì mày cứ vô nhà đi rồi mày biết. Em đau quá chị ơi. Em, tại sao em ra nông nổi như vậy? Ai đã gây ra cho em? Cái thằng chủ nợ của vợ chồng mày đó, nó đến nó quýnh con vợ mày vậy nè. Thôi, để anh cổng em đi bệnh viện nha. Bầu bì gì sao cổng?
Thôi để đó, tao kêu chồng tao lấy ba gác rồi chở vợ mày đi luôn. Dạ dạ, cảm ơn chị, lẹ lẹ nha chị. Ừ. Anh ơi. Em. Em đau quá anh ơi. Đang đang chút đi em. Sau đó tôi đưa vợ tôi tới bệnh viện. Lúc đó vợ tôi thì cứu được, nhưng con tôi đã mất. Dạ mua đi anh. Nè điện thoại tốt lắm anh, mua giùm em đi. Dạ điện thoại tốt lắm á. Giao anh, giao anh. Mua đi anh, giờ đi mua giao nè. Mua đi anh. Trời, bén lắm á. Cái này là hàng tốt mà anh coi anh cũng biết rồi đó. Không có bắt mắt anh đâu. Dạ được, lấy giùm em đi. Cái đó tốt nhất rồi. Dạ. Dạ để em bỏ bọc cho anh nha. Dạ. Chắc chắn. Lần sau nhớ ghé nha. Cô ấy không muốn mình làm như vậy đâu. Chị mua gì ghé đi chị. Anh con. Tôi để nói là ngày mai tôi trả rồi mà. Giữ mặt tao hả? Mày mà không trả đúng hẹn cho tao là tao cho hút cháo nha mày. Đại ca làm gì dữ quá vậy? Ok được rồi, ngày mai sẽ tới đúng hẹn. Giờ tao tha cho mày, mày nhớ đúng hẹn nha mày. Dạ. Mẹ, tưởng ngon lắm hả? Thử đụng cho tao coi, đứa nào giết đứa nào. Mẹ. Trời ơi, phải trúng đâu. Hôm nay mà không trúng số là nó chỉ còn chết. Ủa anh mua đi, coi đi anh. Thì ra mày tự giác xác về đây, tao đỡ phải đi tìm mày. Tao cũng đang tìm mày đây. Tại sao mày làm hại vợ tao? Mày có biết đi mày á, mày nhờ tao sẽ thay không? Ai biểu tao kêu nó giao tiền mà nó không chịu. Tao mới tát nó một cái, nó đứng không vững nó té. Mắc mớ gì tới tao? Mày nói hay thiệt. Mày có biết vợ tao có thai 5 tháng được không? Ai cũng biết. Mày là đàn ông, mày đánh phụ nữ như vậy, mày coi được không? Tại mày thôi. Ai biểu mày không trả tiền đúng hẹn mà mày còn trốn biệt tâm biệt tích nữa. Tao làm vậy còn nhẹ đó nha. Tao không thể coi cho mày được. Bây giờ tao đi báo công an để người ta bắt mày vì cái tội hành hung người khác. Mày có gan thì báo. Món nợ mày với tao chưa trả xong. Nếu mà tao bị bắt á thì đám đàn em của tao á sẽ tới tìm mày tính sổ. Còn vợ mày tự sảy thai sẽ không bao giờ có thai nữa. Mày nói cái gì? Tao nói á, tao đánh vợ mày chết luôn còn được. Cho mày không có con đưa đám, không có vợ đưa tang. Mày là mày. Giết mày. Chết đi. Chết đi. Sau đó, tôi đã cầm cái điện thoại của anh ta. Khoảng gần 8 giờ tối, thì siêu của gọi tới. Rồi, hắn ta có khoe là hắn ta trúng số, nên có tiền trả nợ. Tôi âm mời cho qua lo thôi. Sau đó, vì quá lo sợ nên tôi tắt máy và dứt cái điện thoại đó đi. Nhưng tôi vẫn nhớ cái chỗ dứt cái điện thoại đó. Tôi sẽ dẫn các anh đi tìm. Trời ơi, mau mau giùm tôi cái đi. Mấy người đàn ông con trai sức dài dai rộng gì đâu mà yếu xìu, đi chậm rì. Bà ơi. Nè, thử máy sách thử coi, nó nặng gần chết à. Không biết má mua cái gì nữa, thiệt tình luôn. Nè, còn than gian nữa hả? Không phải tại mày thì tao không có chạy ngược chạy xuôi khổ sở vậy đâu. Trời đất ơi, lớn rồi mà ngu như con bò vậy đó. Mày đang cố gắng để vô trọng mở miệng xin cảm ơn người ta,
nghe chưa? Dạ, con biết trời sư mẫu. Mày đưa đây, để tao cầm cho. Có nhiêu đây để má mày cầm ràm rồi nó mệt quá. Tôi đi vô đi. Công nhận nha. Rộng dữ ha. Bác. Hả? Sao bác lại tới đây? Sao chạy vô đây được chứ gì? Trời ơi, bác nói là bác của con, bảo về nhận ra ngay tại lần trước vô đây ngần rồi. Đưa đây đưa đây. Mấy anh ơi, hôm nay tôi tới đây là có chút quà muốn tặng cho mấy anh, gọi là lòng biết ơn. Dạ. Đó là những lời cảm ơn những gì các đồng chí đã giúp đỡ cho thằng con nhà trời tôi. Ơi, không có mấy anh, không biết thằng siêu nhà tôi còn có chuyện gì nữa. Dạ, tụi cháu xin cảm ơn hai bác nhiều. Nhưng mà minh quay cho người vô tội là nhiệm vụ của tụi cháu, cho nên hai bác không cần quà cáp gì đâu. Đội trưởng nói đúng đó, bác làm như vậy tụi con ngại lắm. Trời ơi, có gì đâu mà ái nấy, có phải quà gì to tát đâu. Đây chỉ là đồ ăn thôi, tôi mang tới để cho mấy chú ăn cho có sức khỏe, để bắt giữ tội phạm vậy mà. Đừng có ngại, cũng không có gì nhiều lắm. Dạ hai bác thông cảm, tụi cháu không nhận được đâu. Dạ bác à, nếu như mà tụi con nhận những món quà này á, thì người ta sẽ nghĩ là tụi con đang ăn hối lộ. Nên thôi, nếu hai bác đã tới đây rồi á, dạ con mời hai bác vô trong dùng nước luôn. Thôi thôi thôi, khỏi dùng nước, không nhận tôi đem về. Trời. Thôi đem về, đi về cho rồi. Không nhận thôi, đi về, đi về. Bà làm gì vậy? Các đồng chí cho tôi xin lỗi đi. Tính của bà vậy đó, không có gì đâu. Các đồng chí thông cảm giùm. Má này thiệt tình luôn. Mấy anh chị thông cảm nha, má của em vậy chứ không có ý gì đâu. Thôi bây giờ em phải đi. Anh Cường, bữa nào rảnh ghé nhà em chơi nha. Được rồi, để mình hàng quyết tâm sự. Em đi nghe. Thiệt luôn á, má làm con xấu hổ quá. Mốt má còn làm vậy á, má đừng kêu con là con nha. Nè, mày nói gì vậy? Bà làm như vậy có phải quá xấu hổ với người ta không? Xấu hổ cái gì? Mặc kệ tôi đi. Ai cười thì mặc kệ, tôi không có quan tâm. Cái điều tôi quan tâm bây giờ á, ông á không còn là chồng tôi nữa, còn thằng này không phải là con tôi nữa. Cái bà này nói ngộ ha. Tôi không phải chồng bà với chồng ai. Ủa, kỳ vậy má. Vậy con của ai? Đây là con của ổng. Tôi nói mấy người á, hả? Bị ở trên công an á, người ta bỏ bùa mê thuốc lú hết rồi, cho nên bên người ta chầm chầm. Nhất là mày á. Gì con nữa? Từ trước tới giờ á, có chuyện gì mà tôi không nghe lời bà không? Khi ra bên ngoài á, bà cũng phải cho tôi thể diện của một thằng đàn ông chứ. Nhưng cái chuyện này á, bà sai hoàn toàn. Sai gì? Bà biếu quà cho người ta không nhận á, bà đùng đùng mà nổi giận, bà về bà la cha con tôi. Ông đó nha, ông mà dẻo mồm dẻo miệng như người ta là tôi được nhờ rồi. Tôi biếu quà cho người ta không có gì sai hết trơn á. Mình biếu quà cho người ta mới quý mình. Công việc kinh doanh của mình á, người ta mới chống lưng cho mình. Trời ơi, tôi tính vậy đâu có sai hả? Tôi tính vậy là khôn đó, chứ đâu có khờ như mấy người vậy. Bà hay quá ha. Mà thôi mệt quá, tôi không nói chuyện với bà nữa. Má. Gì? Hay quá, được lắm. Được cái hùa đó. Bộ mình sai sao trời? Mình lo cho gia đình, lo cho chồng, cho con là mình sai sao? Cái gia đình này thiệt tình luôn á. Thi ơi Thi. Dạ. Con ra mở cửa giùm mẹ đi con. Dạ. Thank you.
vậy? Hù. Hù đó hả? Ừ, sao hết hồn vậy, tỉnh bơ vậy? Hết hồn hả? Ừ. Nè, tôi nói cho biết nha, là ông đó, chứ là người khác nãy giờ là một cái nắm đấm vô trong mặt rồi biết không? Trời đất ơi, con gái gì đâu mà hung dữ quá vậy trời. Tưởng đâu hù hết hồn, rốt cuộc không hết hồn là sao? Ông hung dữ để cho đàn ông mấy người ăn hiếp hả? Tới đây làm chi? Tới đây chơi. Chơi gì? Không, qua đây rủ dạ thi đi chơi ha. Không, thật ra là cái vấn đề nói đi, vấn đề cái gì? Cái vấn đề là đi xem phim. Hôm nay á, tôi có vé đi xem phim, mà bây giờ tôi đi một mình á thì nó buồn, mà cho người khác á thì tiếc, mà bỏ thì uổng, cho nên tôi muốn rủ ai đó đi xem phim chung. Ai đó là ai? Ở đây người ta có tên có họ hết á. Thì ai đó thì đủ Phong Long vậy đó. Ai đồng ý thì đi xem phim cho vui. Vậy thì ra là tiếc của mới rủ tôi chứ gì? Không, bị liệu. Thì tình có thành ý là qua rủ dạ thi đi coi phim. Có thành ý hả? Thì chứ hôm nay qua rủ dạ thi đi coi phim chung cho vui. Đi nha. Quan trọng á là có thành ý hay không? Có thành ý chứ. Thành ý lớn cỡ nào? Lớn lắm á. Dạ thi không thấy là tôi đi bộ từ nhà tôi đi qua đây rủ dạ thi đi xem phim hả? Thôi đi, xạo quá ông ơi. Làm như nhà nhau gần lắm nhở? Không mà có tình ý thiệt mà. Muốn mời dạ thi đi xem phim. Đi nha. Để suy nghĩ cái đã. Muốn rủ người đẹp đi đâu có dễ. Nhưng mà thôi cũng được. Để tình đồng chí bao lâu nay á, bây giờ có thành ý nữa. Tôi nhận lời. Vậy là dạ thi đồng ý đi xem phim với tôi hả? Ừ. Yeah. Mình đi. Ê. Quên. Nghĩ sao mà vậy đi coi phim? Quên. Phải thay đồ. Mặc đồ này đi ra ngoài chỗ cinema nó kỳ. Để chút đi. Đứng đó đi. Ủa không được vô nhà hả? Thôi vô đi. Vô sao đóng cửa? Cô uống nước đi. Con cảm ơn bác. Ừ. Con Thi nhà bác á, nó đáo để lắm. Có lúc á, đến cả bác cũng phải chịu thua nó. Bác không biết ở trong cơ quan nó có làm phiền mọi người không nữa. Bác an tâm đi. Dạ Thi không làm phiền ai hết. Dạ Thi rất đam mê và trách nhiệm với công việc. Con là người thế sao? Có nhiều lúc con còn phải học hỏi thêm với dạ Thi nhiều lắm. Bác phải công nhận á, ngoài cái khoảng mờm mép của nó nha, còn lại nó y hệt ba nó vậy, không lệch đi đâu được. Dạ. Cái con nhỏ này sửa soạn gì mà lâu dữ Thi à? Dạ. Xong chưa? Cậu Kiên chờ lâu lắm rồi. Dạ con ra liền. Dạ không sao đâu bác. Bác quên mất, bác đang làm thức ăn dở dang dưới bếp, còn ngồi đây chơi chờ nó nghe. Bác vô làm cho xong ha. Dạ. Người gì đâu mà làm gì cũng lâu hết trơn. Đừng có nói là đang trang điểm rồi ăn mặc nguyên một cái bộ sa rê lộng lẫy ra đi chơi với mình nha. Tính thu hút quyến rũ mình nha. Trời làm hết hồn biết vía. Anh bị gì vậy? Em mới bị gì á? Làm gì trong đó mà sao lâu vậy? Ủa mà sao khác quá vậy? Vậy mà anh cứ tưởng. Anh tưởng gì? Anh ngồi đây chờ em lâu quá. Anh cứ tưởng là em sẽ trang điểm thiệt là đẹp, bận sa rê thiệt là lộng lẫy ra đây đi chơi với anh chứ.
Ai về thiệt ra không như anh nghĩ ha. Nè, bộ xấu lắm hả? Đẹp. Cũng đẹp như thường. Nãy em cũng định vậy á, nhưng mà em nghĩ lại đó nha, em đó đã đẹp sẵn rồi, mà bây giờ em còn mặc đồ đẹp nữa. Em đẹp quá, lỡ như gặp nguy hiểm như bữa sao, đúng không? Với lại má em dặn á, con gái á mà đi với bạn trai á là phải kính cổng cao tường. Bạn trai hả? Không lẽ anh là con gái? Thì bạn trai. Bạn trai. Rồi bây giờ bạn trai có đi không? Trễ giờ rồi đó. Mà bạn trai đi chứ bạn gái. Đi. 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 Thì đi. Thì đi. Sao anh ngồi đây? Sao em ngồi đây? Đi. 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 Anh. Anh định cho em coi phim gì vậy? Anh tính mời em xem phim. Để em đoán nha. Phim hình sự đúng không? Trật lất. Vậy là biết rồi. Phim lãng mạn chứ gì. Xài bếp. Vậy là phim hành động. Không đúng luôn. Cuối cùng là phim khoa học viễn tưởng. Em hay quá. Trật lất hết à. Mời em xem phim hoạt hình. Hoạt hình hả? Ừ. Trời ơi, già chát vậy rồi còn coi phim hoạt hình. Coi phim hoạt hình cho nó lành. Coi không? Ừ. Vậy thì đứng đây để anh gửi xe nha. Nhanh nha. Của hai anh chị đã đặt trước. Xin mời anh chị lên lầu 3. Dạ, đã hướng dẫn trong vé đấy ạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Đó, thấy đồ hot của phim này chưa? Quan trọng là cái người mà lanh trí đặt được hai chỗ ngồi để có vé để xem phim đó. Đặt hai tấm vé đi xem phim mà hot vậy mới là tài giỏi, đúng không? Biết rồi, biết anh là giỏi nhất rồi. Chứ gì nữa. Thôi, vô xem. Chú ơi chú. Hả? Chú đi xem phim hả chú? Cô chú mới vừa lấy vé vô xem phim nè con, có gì không? Cô chú có thể nhường tấm vé cho con được không cô chú? Hả? Nhường hả? Dạ. Sao nhường được con, khó khăn lắm á. Chú mới mời được người ấy đi xem phim cùng với chú. Với lại chú phải đặt trước đó, mới có vé để mà vô xem đó. Giờ nhường con á, người ấy giận chú làm sao? Chú... Nhưng mà sao phải nhường vé cho con? Có lý do gì đặc biệt không? Dạ có. Em cháu ở đằng kia kìa, nó rất thích xem phim này lắm. Nhưng mà tới đây hết vé rồi. Cô chú nhường cho con đi. Chú nhường cho con đi mà chú. Nhà con nghèo lắm. Con phải dành dụm cả năm trời để có đủ tiền dẫn em con đi coi. Nhưng tới đây lại hết vé rồi, vì em con nó bị bệnh hoài, nên con muốn dẫn nó đi coi để nó vui, nó hết bệnh. Cô chú nhường vé cho con đi chú. Thôi được rồi, đây chú nhường cho hai tụi con đi xem phim đó. Thiệt hả chú? Thiệt. Dạ con cảm ơn chú. Con làm gì vậy? Dạ con lấy tiền trả chú. Thôi coi như là chú tặng cho hai anh em tụi con vô coi đó. Chúc em con mau hết bệnh nha. Dạ con cảm ơn cô chú. Nè có gì à? Không ngờ hôm nay mình lại gặp hoàn cảnh éo le như vậy. Nè, người tốt quá hả? Trời còn phải nói, quá tốt. Vậy thì người tốt quá, nhìn lại sau lưng mình đi. Nhìn gì? Hai anh em tụi nó đúng không? Alo. Tụi bay tới chưa? Tao có vé rồi nè, vô đi. Ê, vô đi. Vô lẹ đi. Trời đất ơi, ở đâu ra nguyên một bầy vậy trời? Ồ, nó vậy là anh bị lừa đó hả? Trời đất ơi, lớn vậy đâu còn bị dụ nữa trời. Trời ơi, bởi vậy nghi lắm mà. Nhìn mặt nó gian gian sao á. Nghĩ sao mà già nghèo gom góp cả năm trời mà dẫn em đi xem phim mới ghê chứ. Tại vì người tốt quá mà. Thì đó. Hay là bây giờ mình xem phim khác nha. Nhìn đi, giờ còn vé nào nữa đâu mà coi.
Ờ, hết rồi. Vậy thì bây giờ mình đi đâu ta? Nè, em biết chỗ này hay lắm, em dẫn anh đi. Chỗ nào vậy? Đi rồi biết. Em nói em dẫn anh tới một nơi. Là cái nơi này hả? Ừ, anh không thấy hả? Đây là một nơi rất đặc biệt. Thấy bình thường mà có gì đâu đặc biệt. Bình thường sao bình thường được? Anh nhìn nè, trên đầu anh là nguyên một bầu trời xanh. Bên hông là nguyên một dòng sông xanh. Xa xa là một ngôi chùa màu xanh. Và xung quanh đây là hoa lá màu xanh, toàn bộ màu xanh. Mặt anh cũng xanh mà xanh lè. Vậy là đặc biệt của em đó hả? À, đặc biệt vậy mà anh toàn yếu xìu không à? Thì tại vì bây giờ á, em sẽ nói cho anh biết một cái điều này. Mà khi anh nghe xong á, anh sẽ vui lên liền. Điều gì mà có thể giúp anh vui hơn được vậy? Anh này kỳ ghê á. Có một cặp vé xem phim không à, mà đã vậy rồi. Giống như là anh mất cả đống vàng vậy đó. Còn hơn là cả đống vàng nữa. Em có biết là anh khó khăn lắm anh mới đặt được hai cái vé xem phim đó không? Bởi vì phim đó rất hot. Và anh tin chắc chắn là khi mà em xem phim đó, em sẽ vui. Anh ấy thì lúc nào cũng muốn thấy nụ cười trên môi của em. Mà tự nhiên khi không á, bị cướp trên tay, mà bị con nít nó gạt mới ghê chứ. Lớn già đầu mà còn ngu nữa trời. Thôi đi, bây giờ không xem được á, thì khi khác xem. Hôm nay không xem được á, thì ngày mai xem, chỉ cần... Nhưng mà làm gì còn có cơ hội nữa. Em quên làm sắp đi du học rồi sao? Đâu còn nhiều thời gian để mà có cơ hội mời em đi xem phim. Gì vậy? Gì đang nói chuyện mà tâm trạng ụt xuống dữ vậy trời? Em có điều này muốn nói với anh. Anh biết rồi. Em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Thì anh biết là em sắp đi du học. Em sẽ không đi du học nữa. Em sẽ ở lại đây hành hạ anh. Em nói cái gì? Em nói thiệt hả? Em thử nói lại cho anh nghe coi. Em nói thiệt, em sẽ không đi du học nữa. Em sẽ ở lại đây với anh. Cảm ơn em. Đi đâu vậy? Anh mừng quá. Sao chút xíu nữa anh quăng em xuống sông luôn rồi. Vậy đi. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh Hai ơi, em vô được không anh Hai? À, vô đi. Đang làm gì vậy? Sao? Hôm nay đi chơi với Dạ Thi có vui không? Ừ? Trời đất, sao anh biết em đi chơi với Dạ Thi? Em nhớ chuyện này em đâu nói với ai đâu. Em quên là anh Hai có khả năng nhìn mặt của em hả? Anh nhìn mặt của em là tự biết liền. Công nhận anh Hai của em hay thiệt luôn á. Nói nghe nè, tụi em đang đi chơi, tự nhiên tụi em sực nhớ tới anh Hai. Gì kìa? Tự nhiên hai người đi chơi có liên quan gì tới anh đâu mà nhớ anh? Sao không liên quan? Dạ Thi nói với em á, anh Hai đã già rồi. Anh Hai đã lớn tuổi rồi. Ý, anh Hai không còn nhỏ nữa mà vẫn chưa có bạn gái. Cho nên á, anh Hai mau mau có bạn gái đi. Tụi em rất là trông nè, rồi gia đình cũng trông nữa. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này. Thôi, còn lâu lắm. Sao lâu? Xa chân trời nhưng mà gần ngay mặt đất. Anh hiểu không? Em thấy là Ngọc Hân dễ thương, đáng yêu nữa. Yêu đi anh Hai, mở lòng mình ra đi. Anh cứ đóng sầm cái cửa hoài vậy. Bữa nay bị gì chứ? Tự nhiên đi nói chuyện này. Chuyện bây giờ của em cần làm là đi về phòng tắm rửa đi ngủ. Nhưng mà đi làm sớm, nghe chưa? Ừ. Trời đất ơi, qua nhà anh Hai hồi nào vậy? Anh giống y chang ba luôn á. Từ công việc cho đến tình cảm, người gì đâu mà cứng nhắc. Cái thằng này, đi về ngủ. Anh à,
Mà anh đến thăm Linh Lan phải không? Cho em theo chứ. Bác sĩ à, tình hình cô ấy sao rồi bác sĩ? Tình trạng của cô ấy khá hơn nhiều rồi. Hôm qua cô ấy còn nói với chúng tôi là muốn gặp anh, nhưng chúng tôi biết kiểu gì sáng nay anh cũng ghé qua nên mới không gọi điện để báo anh biết. Như vậy là cô ấy sắp khỏi bệnh, cô ấy có thể xuất viện được chứ? Nếu tình hình khả quan hơn nữa thì chắc ngày đó cũng không còn xa. Tuy nhiên cô ra viện rồi cũng phải đến khám lại và uống thuốc theo đơn. Đồng thời cần phải giữ cho cô ấy tránh khỏi những tổn thương về mặt tinh thần. Được rồi, tôi có việc. Chào anh nhé. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tới rồi hả? Ừ. Em mới đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói là em sắp được xuất viện. Vậy em ra viện anh có vui không? Em khờ quá. Tại sao lại nói vậy chứ? À, đây là Ngọc Hân, đồng nghiệp của anh. Ủa, em sao vậy? Em bị mệt hả? Không sao đâu anh. Em mệt với buồn ngủ, chắc do tác dụng phụ của thuốc. À, được rồi, như vậy anh sẽ lại đây với em nha. Không cần phải dậy đâu anh, đó là công việc riêng của anh mà. Anh để em một mình cũng được. Anh phải ở đây với em để chăm sóc cho em chứ. Không cần phải dậy đâu anh. Cứ vậy đi. Sao anh phải quan tâm em như vậy chứ? Em ơi, làm vợ anh nha, tặng em nè. Em có thích không? Quá đẹp không em? Làm vợ anh nghe. Anh sẽ vì em làm cho tình ai, anh sẽ gõ mây kết thành lâu đài. Em đồng ý làm vợ anh em. Đồng ý, đồng ý. Làm vợ ha. Hợp liều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào anh ơi. Hợp liều lý tưởng của anh và của em. Đâu nào em ơi. Hợp liều lý tưởng. Nhìn cái gì mà nhìn? Đó. Leo lý. Cô nói tôi hả? Cắm thêm cái này nữa nè. Em ơi. Tôi nói cô chứ ai? Trái à. Tôi biết rồi. Cô là người thứ ba. Rồi. Anh. Sao vậy? Anh quen cô ta phải không? Đâu có quen đâu mà. Anh quen cô ta phải không? Đâu có biết đâu. Đâu có quen phải không? Đâu có quen đâu. Đâu có quen đâu. Bước sáu. Cô đưa bệnh nhân vào đi. Đâu có quen đâu phải không? Chạy tới kìa. Chạy tới. Đi vô. Vừa lúc không để ý anh đã chạy ra ngoài rồi. Mau vào phòng đi. Ngoan mặt vô. Chào cô. Cô có làm sao không? Cô nè. Tôi không sao đâu bác sĩ. Không sao là tốt. Trời rồi. Cảm ơn cô. Bao giờ mày mới thôi không làm người đứng bên cạnh người ta nữa đây? Hãy quên tất cả chuyện này đi. Quên nghĩ đi. Có được không? Hân à, mình về thôi. Anh, Linh Lan sao rồi? À, cô ấy bây giờ tốt rồi. Dù điện thoại cô ấy về những kẻ đàn ông đó, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải. Em tin cô ấy sẽ chống khỏe lại và chúng ta sẽ tìm ra manh mối sớm thôi. Em cũng mong là vậy. Thôi bây giờ
nay, em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Trong khi ai đó ai cũng đều bận, em xin cảm ơn ạ. 1, 2, 3 vô. Sao khách sáo dữ vậy? Ngọc Hân mời mà, chúng tôi phải đến chứ. Nếu mà không có mấy anh mấy chị ở đây á, thì không có thằng Siêu ngày hôm nay đâu. Tôi là người sinh ra nó nè, mà chưa được nó biết ơn đến như vậy nữa. Nó quý mấy anh chị lắm đó. À Siêu nè, nghe nói sư tính học máy tính lắm đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà em chỉ thích tìm hiểu về game thôi chị. À, vậy là em phải học hỏi anh Khôi Vĩ đi. Anh Khôi Vĩ rành về máy tính lắm đó. Chị cứ nói làm em ngại không à. Ông cũng biết ngại nữa hả? Sao không? Trời ơi, bữa tiệc ngày hôm nay á mà có anh Tùng Nguyên chắc là vui lắm ha. Vợ của anh ta sắp sinh rồi, còn bên tổ của anh thì thanh sĩ cũng có công việc riêng nên không đến được, tiếc quá. Nhân dịp hôm nay có đông đủ các anh chị ở đây, em xin thông báo một tin, em sẽ không đi du học nữa. Thiệt hả? Em sẽ ở lại đây với mọi người đó. Không phải như vậy chứ? Dạ Thi, cái việc động trời như vậy, ủa mà liên quan tới ai vậy? À nè, hai cái người này nha, biết hết trơn rồi đó. Biết cái gì chứ? Thì rồi thì đó. Thôi mình vô đi, vô đi ha. Vô. Rồi bỏ. Vô. Dùng đi, tất cả dùng đi. Mọi người tự nhiên à, nha. Anh đi mấy con, tự nhiên như người trong nhà ha. Bánh chỉ cần tự nhiên nghe. Nè, ăn đi. Nhiều đi. Cảm ơn. À cô ơi, à, cô cho tôi hỏi, bệnh nhân nằm ở phòng này cô thấy đi đâu không? Tôi không biết đi đâu á. Dạ, cảm ơn cô. Em cần thời gian để suy nghĩ lại về tất cả. Tạm thời anh đừng tìm em. Anh yên tâm, em biết tự chăm sóc bản thân mình. Thương anh. Đâu vậy? Đêm khuya đi một mình em không sợ hả? Nếu mà có sợ á thì có anh đây, đã có anh rồi. Em đi từ từ. Nhà em đâu vậy? Em có biết là em dễ thương dữ lắm không? Em thật là quyến rũ. Mày dám
ai đó? Alo. Dạ, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?